Mình đi đi dỗ nhưng mà được yêu cầu là đem cần máy theo để kiếm mồi. Ao có cá tra nên là mình đánh mồi mềm là hợp lý nhất nha anh em. Mồi khác như cá sắt rồi này kia thì có thể là kéo dính cá cha hư cá, nhưng mà đối với mồi mềm này thì đánh rất là hợp lý luôn. Nghe người chú nói thì ở ngoài sau này là cá bầy nhiều lắm anh em ơi. Lộn trộm luôn. Xuống cái tượng chết rồi. Mình vớt mình để lên đây cho là hồi ở nhà ra là biết là ao là có cá chết để cho xử lý nha mọi người. Mình đi kiếm cá bầy đánh trước. Đây. Chết rồi, đi tới đây thì gặp tổ ong anh em à. Nếu mình đụng vô cái cây này nó bay ra nó quánh mình liền. Giờ sao đây? Một là đi ngược quay lại, hai là phóng qua đó rồi giọt luôn. Đây nha anh em, ổ ong đây. Đây nè. Nằm ở trong đây. Ổ thì không bự lắm. Qua đó không biết mình có chạy kịp không đây, chứ mình lung lên vô cây này là nó bay ra liền. Mình sẽ bay qua luôn nha anh em. Đây nè, đi ra gần tí cho anh em xem cái ổ. Nó bay ra anh em ơi. Đây có một ổ bự, bên kia là nó mới chi gáp vô thôi. Bên đây nguyên một ổ bự nữa anh em ơi. Đây này. Thôi, không xong rồi, đi về lại. Nguyên một ổ bự luôn chứ không phải ổ nhỏ anh em ơi. Đây, nó nằm ngay chỗ này. Mình đi vòng qua bờ bên đây nha anh em.
đó. Khi nãy là mình đứng ở bên đó đó, ổ ong thì nó nằm đằng góc đằng đó, thì mình qua bên đây mình đi kiếm cá bầy. À đây rồi, hên quá, vừa qua gặp luôn hai bầy luôn anh em ơi. Để xem tác dụng của cái con cá mềm này như thế nào, sao mà thấy giống như bị bắt rồi quá vậy ta, giống như bị tách bầy quá. Bên đây đứng bên đây cho dễ ném hơn nha nè. Cắn rồi này mày. Cắn rồi này mày ơi. À. Quá tuyệt vời. Đây nha anh em. Ngon lành luôn. Con này chắc cũng cỡ nửa ký á. Rồi, mình nghe điện thoại cái nha anh em. Này nha anh em. Anh em có thấy cái tổ ong khi nãy mà mình đứng ở bên bờ bên kia không? Đứng bên bờ bên kia khi nãy thì thấy không có. Nhưng mà bây giờ là thấy rõ nè nha anh em. Ghê chưa? Cá nè nha anh em. Cá dính khi nãy đây. Wow. Vừa nhận được cuộc gọi của vợ gọi là vợ ăn cơm nên là mình đi vô luôn nha anh em. Này là cá mềm nọ FF với lại lưỡi giáp BuVN 8g nè nha anh em. Đóng rất là tuyệt vời luôn. Hồi nãy là do mình đóng nhẹ nên là nó chưa có xuyên qua tới mắt. Mình cầm lên nó dãy cái là vào mắt luôn. À ở đây mình thấy một bầy cá bầy nữa nè anh em ơi. Đây nè. Bầy này hơi to nên là nó tản ra hết rồi. Thôi mình đi vô. Anh em muốn mua cá mềm nào FF với lại lưỡi giáp BuVN thì liên hệ với mình qua Zalo, Facebook hoặc là gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0947 234 531 nha anh em. Anh em xem kênh của mình nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh và nếu có rảnh thì chia sẻ clip ủng hộ mình nha anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em.